đến thành phố Hồ Chí Minh sầm uất hiện đại với sự tích hợp của nhiều nền ẩm thực khác nhau. Và có thật không khó để chúng ta có thể tìm kiếm được một thực đơn của một châu lục nào đó. Và đến với những nơi này thì chúng ta không chỉ thưởng thức được hương vị nguyên bản của món ăn, ngoài ra còn có thể tận hưởng được không gian được chăm chút tỉ mỉ theo đúng như phong cách của bản địa. Và ngày hôm nay thì Thanh Phương xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm như vậy ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Không gian của quán thật đẹp và lãng mạn sẽ làm cho thực khách thêm phần ngon miệng. Và hôm nay thì Thanh Phương có hẹn với vài người bạn của mình. Chắc chắn là bạn của Thanh Phương cũng sẽ rất thích nhà hàng này. Dạ xin chào chị nha. Chào em. Chị có phải là khách quen của nhà hàng không ạ? Đúng là chị là khách ở nhà hàng này. Và khi chị đến thưởng thức những món ăn tại nơi đây thì món nào là chị cảm thấy yêu thích nhất? Một trong những cái món chị thích nhất là bò sốt nấm Bossini mà khi mà nhà hàng dùng thì là chị rất là thích bò Pháp. Mà làm từ chất liệu của Tenderloin. Và đặc biệt là với cái nấm truffle này là một cái nấm hiếm quý của Pháp. Thì khi trộn vào rất là ngon. Thì em nhìn nè, trang trí rất là nghệ thuật. Khoai tây thì để trong đây để giữ ấm. Thành ra khi đến là chị thường là order món bò này. Là nó cái vị rất là ngon và thịt rất là mềm. Xin chào bạn. Chào bạn. Có thể hỏi bạn một vài câu được không? À được. Khi đến với nhà hàng thì thường bạn sẽ thích gọi những món nào? Ở nhà hàng này thì mình thấy là cái lựa chọn thịt bò rất là ngon. Thì ví dụ như nếu mà bạn ăn món bò sốt nấm cũng là món rất là dễ chịu. Còn cá thì là một món cũng rất là ngon. Ví dụ giống như là cá mú sốt rượu vang. Xin cảm ơn bạn. Dạ, chị em chị muốn gọi gì? Và sau khi Thanh Phương đã tham khảo ý kiến của những thực khách ở đây thì Thanh Phương thấy là có hai thực khách chọn món bò sốt nấm. Vậy cho Thanh Phương gọi 3 phần bò sốt nấm nha. Dạ rồi. Với lại bây giờ hai bạn của Thanh Phương vẫn chưa có đến nữa. Hay là Thanh Phương có thể xuống dưới để học cách thức chế biến từ đầu bếp được không? Dạ được ạ. Em mời chị theo em ạ. Hello. Xin chào anh. Anh ơi, nãy em có gọi một món bò sốt nấm. Trong lúc chờ đợi các bạn đến thì em muốn xuống bếp học hỏi thêm cách chế biến món này. Hy vọng là không phiền anh. Vậy là chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu trên bàn rồi. Vậy các bước thực hiện món ăn này như thế nào ạ? Thịt bò và sốt nấm là hai thứ luôn đi cùng và rất hòa hợp với nhau. Đây là một trong những món ăn phổ biến của Pháp. Để làm món này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Một miếng bò pi-lê, nấm, bơ, kem tươi, rượu, một ít tiêu và muối. Okay, no problem. First time you cook. Đầu tiên chúng ta sẽ ướp thịt bò với một ít muối và tiêu, sau đó áp chảo cho chín đều hai mặt. Rồi cho nấm vào đảo sơ qua. Be careful the fire. Sau đó ta cho rượu vào và hãy nhớ cẩn thận với lửa đấy. Khi thịt bò vừa chín, ta gấp ra ngoài rồi tiếp tục đổ kem tươi, bơ và một ít tiêu vào nấm để làm sốt. Khuấy đều tay tới khi bơ và kem tươi quyện vào nhau là chúng ta đã xong món sốt. Để ngon hơn, tôi đã chuẩn bị thêm một vài món rau củ để ăn kèm. Nhìn ngon quá. Xin được cảm ơn anh rất nhiều đã hướng dẫn cho Thanh Phương. Thank you so much. You're welcome. Quý khán giả thân mến, với món Tây nói chung và món Pháp nói riêng, thì nước sốt đóng một vai trò rất quan trọng và nước sốt được xem như là một nghệ thuật. Và tận mắt chứng kiến thì Thanh Phương mới phần nào cảm nhận được sự cầu kỳ tinh tế trong ẩm thực Pháp. Chắc chắn là bạn bè của Thanh Phương sẽ rất yêu thích món ăn ngày hôm nay. Phúc và Mỹ Kim nãy giờ đợi Phương có lâu không? Anh Phúc với Kim chỉ mới tới thôi à. Anh gọi món gì chưa? Phúc với Kim vừa mới gọi món hai vị thôi Phương. Hay quá, bởi vì ban nãy Thanh Phương đã gọi món cho mọi người rồi. Thanh Phương đã tham khảo ý kiến của những thực khách ở đây và chọn món bò sốt nấm. Chưa hết đâu nha, Thanh Phương còn vào bếp để học cách thức để chế biến món ăn này nữa đó. Lát nữa nhớ ăn thử xem coi có ngon không nha. Món ăn ra rồi kìa. Chà, hấp dẫn quá ha. Nhìn hấp dẫn thiệt đó. Mà cách bài trí nó cũng rất là đẹp mắt nữa. Nhìn hấp dẫn quá Phương không? Nghe mùi là đã muốn ăn rồi đó Phương. Những chiếc đèn trần cổ điển, những bức tranh xinh xắn trên tường như nét chấm phá độc đáo, tất cả đều giữ được nét lịch lãm và thanh tao của kiến trúc Pháp.
sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết khiến cho mỗi góc nhỏ nhà hàng đều trở nên tươi tắn và sinh động. Với không gian ấm cúng, không quá ồn ào cùng những giai điệu Pháp trữ tình dịu êm đã đi vào năm tháng, nhà hàng đem đến cho bạn một sự thư giãn thoải mái khi chuyện trò. Sau khi thưởng thức món ăn này thì Phúc với lại Mỹ Kim cảm thấy như thế nào, có ngon không? Bản thân Kim là một người rất là hảo bò. Đến một quán ăn nào thì Kim đều kêu món bò cho mình hết. Và đến đây thì Kim cảm nhận món bò ở đây thì có một cái đặc biệt riêng. Khi mà Kim ăn á, thì bò rất là mềm. Và cái nước sốt á, thì cũng không quá béo hay là cũng không quá nhạt. Khoai tây và cũng như là rau củ với nhau á, ăn được rất là hài hòa. Kim thấy rất là thích món này. Phúc thì Phúc thấy món ăn này nó rất là ngon. Bò thì vừa chín tới nên nó vẫn còn giữ được cái độ ngọt của bò. Và bên cạnh đó thì sốt nấm thì cái độ béo vừa phải và rất là thơm, nên ăn mình không có cảm giác là ngấy lắm. Và Phúc rất thích. À, ở đây món tráng miệng cũng rất là ngon nè. Để Tân Phương gọi món tráng miệng luôn cho các bạn nha. Những món ăn chính thì người Pháp còn là bậc thầy thế giới về các món đồ ngọt. Quả thật là một thiếu sót nếu như chúng ta bỏ lỡ món tráng miệng này. Và để bữa ăn đạt đến sự viên mãn thì người Pháp cũng rất chú trọng đến món tráng miệng. Vị ngọt của món tráng miệng sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho bữa ăn trong ngày. Cảm ơn Thanh Phương hôm nay đã giới thiệu cho anh Phúc với Kim những món ăn rất là ngon. Kim cảm thấy rất là hài lòng từ món khai vị, món chính và đến món tráng miệng luôn. Cái món ở đây thực sự thì không hề gây cảm giác ngán. Và có lẽ là Kim sẽ ghé lại quán nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, với những ai yêu thích ẩm thực Pháp thì chắc chắn sẽ không thể nào bỏ lỡ được địa điểm ngày hôm nay mà chương trình muốn giới thiệu đến cho quý vị. Chúng ta không chỉ thưởng thức được những món ăn mang đậm chất Pháp mà bên cạnh đó không gian của nhà hàng còn đưa cho chúng ta gợi nhớ về một không gian cổ điển, một nước Pháp lãng mạn xa xôi. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và gợi ý về một bữa cơm thật ấm cúng bên gia đình và bạn bè, đặc biệt là người yêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.